Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Không địa căn cứ thứ tư. Cha tổng trấn ra lệnh, tiểu đội thần hy nhanh chóng đi đến nơi này để cứu viện. Nơi này có hai tiểu đội đang gặp phải mai phục của mặc tộc, tình huống khẩn cấp. Thần hy tập hợp. Hơi, cha tổng trấn có chỉ thị gì khác hay không? Ý của tổng trấn là, nhiệm vụ quan trọng của thần hy là cố gắng tiếp ứng hai tiểu đội, an toàn quay về. Quan lại xem thời cơ hành sự, đừng ham chiến đấu. Không phụ lòng gửi gắm. Hôm sau, trên boong tàu của Phá Hiểu Hiệu. Đến rồi, phía trước chính là hai tiểu đội cần chúng ta tiếp ứng. May mà chúng ta đến cũng không xem là chậm. Nghe hiệu lệnh của ta, Phá Hiểu Hạm tăng tốc. Tốt, lại có thêm vài tên đến tìm cái chết. Lực phòng ngự của chiến hạm nhân tộc này đã xuất chúng như vậy. Dựa vào tên tạp toái như người mà cũng muốn làm bảo bối Phá Hiểu của ta bị thương được sao? Ơi, cùng phẩm giai. Trên sức mạnh nhân tộc căn bản là không thể nào đấu lại được với mặc tộc. Nhưng tên tiểu tử này còn cao hơn ta một bậc. Có thứ khác ngoài như vậy chính là hậu họa sau này của mặc tộc. Tuyệt đối không thể nào giữ lại được. Hậu quả. Ngươi có gánh vác nổi hay không? Không hay rồi. Mình căn bản là không phải đối thủ của hắn. Phá Hiểu Hiệu, lập tức phá tuyến bao vây, tăng tốc cứu viện. Ba tên lãnh chúa của mặc tộc còn lại giao cho chúng ta. Ngươi đi đến chi viện bọn họ trước đi. Được, các ngươi hãy tự cẩn thận. Sao nhanh như vậy? Lại bị ta giết sạch rồi. Ơi, những mặc tộc này đúng là gà mờ quá. Ủa, bên kia vẫn còn sót lại một tên. Cơ hội tốt, đi chê đi. Các người muốn chết. Đội trưởng,